Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị, cách đây hơn 30 năm, vào ngày 25 tháng 12 năm 1991, Liên bang Xô Viết sụp đổ. Giữa bối cảnh đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, khi đó là tổng biên tập tạp chí Cộng sản, với tư duy tầm chiến lược của mình đã có bài viết sâu sắc mang giá trị vượt thời gian, chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô. Bài viết đã góp phần quan trọng gợi mở cho Đảng, Chính phủ và nhân dân ta hướng đi mới để hiện thực hóa con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Trăn trở sau sự kiện được coi là cơn địa chính trị chấn động thế kỷ 20 này, tháng 4 năm 1992, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, khi đó là tổng biên tập tạp chí Cộng sản, đã có bài viết hết sức sâu sắc với tựa đề "Vì sao Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã?". Bài viết chỉ ra 5 nguyên nhân chủ yếu: không xác lập đúng đắn sự lãnh đạo của Đảng, buông lơi công tác xây dựng Đảng, phủ nhận chủ nghĩa Mác Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng, coi nhẹ hoặc phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ, xa rời quần chúng, mất uy tín nghiêm trọng trước nhân dân, không được nhân dân ủng hộ, từ bỏ chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, thổi lên ngọn lửa kỳ thị dân tộc hẹp hòi. Thời đó là xem rất nhiều những cái tạp chí xây dựng Đảng, có nhiều nhiều bài viết của đồng chí Tổng Bí Thư rất sâu sắc, có một cái bài ra để phân tích tại sao Liên Xô bị sụp đổ. Cho nên nó làm thức tỉnh tất cả các đồng chí đảng viên của chúng ta và nhân dân chúng ta tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ta sẽ lãnh đạo con đường đúng đắn của Việt Nam, sẽ không có những cái sai lầm đường lối như Đảng Cộng sản Liên Xô và các đảng anh em khác. Khi Đảng Cộng sản Liên Xô sụp đổ thì Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7. Nhưng mà những người Cộng sản Việt Nam lúc ấy vẫn kiên định và vẫn trung thành với những nguyên tắc về đảng kiểu mới của Lenin, về vấn đề xây dựng và chỉnh đốn đảng. Cho nên Đại hội lần thứ 7 của Đảng thì Đảng ta đã ban hành cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Và trong đó đấy thì chúng ta có nêu ra những cái bài học lớn. Và một trong những cái bài học lớn đầu tiên ấy, đó là quan liêu mệnh lệnh xa rời nhân dân sẽ đưa đến những tổn thất không lường trước được đối với cái sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bằng cái nhãn quan chính trị sâu sắc, đồng chí Tổng Bí Thư đã đưa ra 5 cái nguyên nhân chủ quan, được xem là 5 cái bài học mà trong thời gian qua Đảng ta và người đứng đầu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã vận dụng và lèo lái đưa Đảng ta từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chúng ta xem đây nói chung là một tài sản vô cùng quý giá cho dân tộc của chúng ta hôm nay và mãi về sau. Việc lấy dân làm gốc là điều đặc biệt quan tâm và xuyên suốt của Đảng ta. Việc gì có lợi cho dân ta hết sức làm, việc gì có hại cho dân ta hết sức tránh. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Với góc độ từ là một người đảng viên cũng như là một cán bộ nghiên cứu thì chúng tôi cảm nhận sâu sắc rằng việc không được xa rời quần chúng nhân dân, gắn bó với nhân dân, nó đến nay nó vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa, và thông qua đó nó sẽ tăng mạnh cái sự đại đoàn kết của Đảng ta cũng như sự đồng lòng của nhân dân ta để vượt qua mọi cái sự khó khăn, đưa nước ta tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa. Nguyên tắc là lấy dân làm gốc, rồi sau đó là phải tuân thủ cái vấn đề là hợp tác quốc tế, không có gói ghém là thu hẹp trong cái chủ nghĩa dân tộc. Thì đó những định hướng nó rất là tốt cho cái tiền đồ phát triển về kinh tế, cả về chính trị nữa của một đất nước. Mà may mắn là đất nước Việt Nam có những người có tầm nhìn giống như bác. Luận điểm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng vào năm 1992 và cho đến bây giờ thì nó vẫn giữ nguyên cái tính thời sự, và nó vẫn có cái tính chất phương pháp luận để chúng ta có thể soi chiếu, đối chiếu trong chính sách, trong chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, những vấn đề nào còn có những vấn đề gì chúng ta sẽ kịp thời điều chỉnh được. Trải qua các giai đoạn thăng trầm của đất nước, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng suốt hơn 90 năm qua là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.
Nhìn lại sau 75 năm giành được độc lập, đặc biệt sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, chúng ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Thực tiễn phát triển kinh tế xã hội và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế từ những năm 1990 đến nay là minh chứng rõ nét nhất cho nhận định này, đã được Đại hội Đảng lần thứ 13 khẳng định. Năm cái nguyên nhân mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát trong bài viết của mình, không chỉ có cái giá trị đối với hiện tại mà còn cả là một sự tổng kết lịch sử. Và đương nhiên là những bài học đó hết sức có giá trị đối với sự nghiệp cách mạng của chúng ta ngày nay, đối với sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam và cái mô hình của cái con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cho nên đây là một cái sự khái quát lý luận rất lớn mà rất là và gọn trong một bài báo. Tôi nghĩ rằng đây là những nguyên tắc mà tất cả chúng ta đều nên hiểu sâu và rộng, sâu trong trường hợp của đất nước chúng ta vận dụng vào và rộng trong trường hợp để hiểu tình hình thế giới. Thực tế thì chúng ta từ đó chúng ta chuyển rất nhanh, rất kịp thời. Chúng ta thấy từ năm 1991 thì là cái cương lĩnh của chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta thấy là khắc phục hoàn toàn tất cả những vấn đề này. Chúng ta xây dựng một cái xã hội như nào, như đồng chí Nguyễn Phú Trọng lúc đó đã nói, chúng ta cần xây dựng như thế nào, chúng ta cần một cái xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người chứ không phải vì lợi nhuận. Chúng ta đã xây dựng một cái xã hội mà chúng ta cần sự phát triển kinh tế gắn với cái tiến bộ công bằng xã hội chứ không phải là cái việc để tạo ra cái khoảng cách giàu nghèo. Chúng ta cần xây dựng một cái xã hội từ đó cho nên đây là bền vững, hài hòa với thiên nhiên, với môi trường để chúng ta phát triển bền vững chứ không phải để khai thác và chiếm đoạt tài nguyên. Và cái cuối cùng để chúng ta thấy là chúng ta xây dựng một cái xã hội chính trị ổn định, một cái chính quyền thực sự là của dân, do dân làm chủ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất là sớm, từ rất sớm đã phân tích một cách hết sức sáng suốt và chỉ ra những cái nguyên nhân cơ bản dẫn đến cái sự sụp đổ của Liên Xô. Và từ đấy làm cơ sở để Đảng ta tổng kết thành những cái bài học đối với một Đảng cầm quyền. Và từ bấy đến nay, qua nhiều kỳ đại hội thì Đảng ta vẫn thường xuyên nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân ta về những cái nguy cơ này. Đấy là cái sự cảnh báo, đấy là cái sự cảnh tỉnh của chúng ta. Bởi vì thế lực thù địch thì không bao giờ chịu từ bỏ những cái âm mưu, những cái thủ đoạn, những cái biện pháp mà để xóa bỏ cái sự lãnh đạo cầm quyền của Đảng, xóa bỏ cái sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Thì chính vì vậy mà những lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, hiện thực hóa cái chỉ dẫn của Tổng Bí thư, tôi cho rằng là nó còn nguyên giá trị trong điều kiện hiện nay. Đại hội lần thứ 13 của Đảng thì Đảng có nêu ra 5 cái quan điểm. Và một trong những quan điểm đầu tiên đó là kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tức là kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong cái xây dựng Đảng. Đấy chính là thực hiện nghiêm các cái nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng hiện nay. Và một trong những nguyên tắc căn bản nhất đấy chính là tập trung dân chủ. Rồi các nguyên tắc tiếp theo đó là tự phê bình và phê bình. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân. Đảng hoạt động trong khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật. Cái kiên định này chính là cái mà chúng ta thực hiện đúng cái cảnh báo của người đứng đầu Đảng gần 3 nhiệm kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong cái bài viết ông nêu ra. Từ những nhận định mang tính tầm nhìn của nhà lý luận kiệt xuất từ cách đây hơn 30 năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vai trò là nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh thời đồng chí rất quan tâm đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Công tác xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt của Đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Và phải tiến hành xây dựng chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực và kiên quyết, mạnh mẽ, nhằm tạo ra một bước chuyển biến rõ rệt hơn nữa trên các mặt. Bởi một Đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nay đã đi xa, nhưng những thành quả của quá trình dành trọn cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc của đồng chí đang được các thế hệ hôm nay tiếp nối. Hình ảnh về một tấm gương tiêu biểu mẫu mực về đạo đức cách mạng, có lối sống giản dị sẽ mãi được cán bộ, đảng viên, nhân dân cũng như bạn bè quốc tế kính trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nhấn mạnh, đội ngũ doanh nhân của chúng ta mang bản sắc riêng, bản sắc Việt Nam. Doanh nhân Việt Nam là những người mang tinh thần người lính làm kinh tế, có quyết tâm ý chí của người lính để thực hiện tốt nhiệm vụ xã hội giao phó, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sự ra đời Nghị quyết số 09 ngày 9 tháng 12 năm 2011, tiếp đến là Nghị quyết 41 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2023 đã tiếp sức góp phần phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Sau khi tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09, Nghị quyết số 41 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị đã được ký ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2023 về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới thay cho Nghị quyết số 09. Điều này thêm một lần nữa thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng một đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh. Nghị quyết đưa ra những cái một nội dung rất mới và rất quan trọng, đó là doanh nhân Việt Nam không những chỉ có vai trò quan trọng như các văn kiện trước đây, mà là một trong những lực lượng nòng cốt để đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Có thể khẳng định với sự lãnh đạo quyết đoán và các chính sách đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, Tổng Bí thư đã có nhiều quyết sách kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân vào thời điểm khó khăn, giúp nền kinh tế phục hồi và phát triển trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động và thách thức. Thì đây là một cái bước khẳng định về chất lượng đối với đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam. Một cái điểm nhấn quan trọng là trong Nghị quyết 41 là ưu tiên phát triển doanh nghiệp Việt Nam, không phân biệt là sở hữu. Với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp nước ta đã có sự lớn mạnh vượt bậc ngang tầm mục tiêu nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Đó là một trong những cơ sở để Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tại Hà Nội, các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng đã lập bàn thờ cùng di ảnh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nhân dân tới dâng nén tâm hương với lòng thành kính tưởng nhớ tới cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ sáng sớm, anh Nhân Phúc cùng bạn của mình đã về trước chánh điện của chùa Bà Đá, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội để dâng hương trước di ảnh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tấm lòng thành kính. Nguyện cầu cho cố Tổng Bí thư được cao đăng Phật quốc. Với tất cả những cái lòng thành kính nhất của những người con Phật thì luôn luôn là biết ơn Tổng Bí thư đã cống hiến cho đạo pháp và dân tộc cũng như là chủ nghĩa xã hội, luôn luôn đồng hành cùng với Phật giáo để đưa đến cho cuộc sống là tốt đẹp nhất cho nhân dân và cho đất nước. Trước thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã lập bàn thờ và di ảnh của cố Tổng Bí thư tại Ban Tam Bảo thuộc 18 trường hạ trên địa bàn thành phố để tưởng nhớ tri ân công đức của cố Tổng Bí thư. Bên cạnh đó, tại các trường hạ sẽ có các khóa lễ để cầu nguyện cho cố Tổng Bí thư được về với cõi Phật. Đức Phật vẫn thường dạy là trước khi thành Phật, thành Thánh thì vẫn thành một cái con người tử tế trước, một con người yêu nước trước. Thì cho dù mình là tôn giáo nào, tín ngưỡng nào thì mình vẫn là người con dân Việt Nam và biết ơn các bậc tiền bối hữu công với đất nước Việt Nam, vì Ngài Tổng Bí thư là một trong những cái vị xuất sắc thời hiện đại bây giờ để chúng tôi nhớ đến. Tại đình Đông Thành nằm trên phố Hàng Vải, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, một hương án nhỏ cùng di ảnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã được dựng lên để nhân dân, du khách có thể đến thắp nén hương tưởng nhớ, tỏ lòng kính trọng. Cố Tổng Bí thư, người đã dành hết cái cuộc đời để phát triển đất nước, xây dựng đất nước, thì chúng tôi xúc động như một người thân trong gia đình.
đã từ biệt thế giới và một cái mất mát vô cùng là to lớn. Theo đại diện các cơ sở tôn giáo, khu vực tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mở cửa đón người dân đến dâng hương tưởng niệm đến hết quốc tang. Ngày 24 tháng 7 tại Cô Tô, huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện đảo đã tổ chức lễ thượng cờ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại di tích quốc gia đặc biệt, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, nơi duy nhất được Bác Hồ cho phép dựng tượng khi người còn sống, lễ thượng cờ rủ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trang trọng theo nghi thức lễ thượng cờ quốc tang của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường Ba Đình. Trong không khí trang nghiêm thành kính, cán bộ, quân, dân, huyện đảo một lòng hướng về đảng và thành kính bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người chiến sĩ cách mạng, sống trọn đời vì nhân dân, vì đất nước, vì dân tộc. Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô cũng thông báo và yêu cầu các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện việc treo cờ rủ tại cơ quan, công sở, nơi công cộng theo quy định. Việc treo cờ rủ thể hiện lòng tôn kính và tưởng nhớ sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo tận tụy vì nước, vì dân, người cộng sản mẫu mực, liêm chính, một nhà lãnh đạo giản dị vì dân, dành cả cuộc đời cho công cuộc xây dựng đảng, vì đất nước hùng cường, thịnh vượng. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch. Đây cũng là nơi an nghỉ của nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao và các nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ được giải thưởng Hồ Chí Minh, các tướng lĩnh xuất sắc, anh hùng lực lượng vũ trang. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị tại Nghĩa trang Mai Dịch đã hoàn tất. Tất cả các phương án đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho lễ an táng cũng đã sẵn sàng. Những ngày qua, hàng trăm cán bộ, công nhân viên thuộc nhiều đơn vị khác nhau đã miệt mài thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị cho lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được chu toàn. Bất kể mưa tầm tã suốt ngày hôm qua, các lại mọi giờ nghỉ, ngày nghỉ, các công tác từ vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc đến nơi an nghỉ cuối cùng cho Tổng Bí thư đều được gấp rút hoàn thành bằng tất cả tình cảm và lòng thành kính. Mấy ngày hôm nay thì anh em chúng tôi là vẫn không quản ngày nắng mưa, thời gian để tập trung chu toàn công việc để cho Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng. Để anh em đang cố phấn đấu làm cho nó tương đối để hoàn thành tốt, để làm sao nó có lễ cho nó an táng nó được tươm tất. Rất là thương bác. Trong sáng qua, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thắp hương tại Đài Tổ quốc ghi công kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phần mộ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nằm ở phía phải của Đài Tổ quốc ghi công, phía sau phần mộ của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, gần phần mộ của cố giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Tứ. Phía bên ngoài nghĩa trang, các lực lượng cũng lên phương án đảm bảo phân luồng giao thông, an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho lễ an táng. Công an phường đã bố trí tất cả các cái điểm chốt ngã ba, ngã tư để phân luồng từ xa tránh ùn tắc, đồng thời là triển khai các cái phương án chuẩn bị tất cả các cái công cụ hỗ trợ phương tiện để làm sao mà lễ tang của Tổng Bí thư diễn ra một cách an toàn tuyệt đối. Nghĩa trang Mai Dịch được xây dựng từ năm 1956 với tổng diện tích là 5,9 hectare để quy tập các phần mộ liệt sĩ thời kỳ chống Pháp của thành phố Hà Nội. Năm 1982, nghĩa trang được chỉnh trang, quy hoạch các khu mộ để phục an táng các phần mộ của các cán bộ cao cấp. Đây là nơi an táng các cán bộ cấp cao bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và các nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ được giải thưởng Hồ Chí Minh, các tướng lĩnh xuất sắc, anh hùng lực lượng vũ trang. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành thông cáo báo chí về lễ viếng và lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, địa điểm diễn ra lễ viếng và lễ truy điệu được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, số 135 Năm Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1. Lễ viếng từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 hôm nay thứ Năm và từ 7 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7 thứ Sáu. Lễ truy điệu diễn ra lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 thứ Sáu cũng tại Hội trường Thống Nhất.
Người dân có thể đến viếng bắt đầu từ 13 giờ hôm nay, ngày 25 tháng 7 năm 2024 và được tạo mọi điều kiện thuận lợi đến viếng Tổng Bí thư. Ban tổ chức lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đến viếng, cần mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNEID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR. Trẻ em có thể đi cùng người lớn đến viếng, đăng ký trực tiếp tại bàn đăng ký trước hội trường Thống Nhất. Thưa quý vị, các báo số ra hôm nay đồng loạt có những bài viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trang đầu tiên của báo Pháp Luật sáng nay có bài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo tận hiến đời mình cho đất nước, nhân dân. Trong đó chia sẻ những nhận định về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua góc nhìn của giáo sư, tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, chuyên gia chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ông nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhân vật chính trị thu hút sự quan sát, phân tích bình luận của giới nghiên cứu cả trong và ngoài nước. Tổng Bí thư luôn giữ nguyên tắc giản dị, liêm chính và đó cũng là nguyên tắc của ông trong công việc, là quan điểm của ông về xây dựng đảng. Xử lý rất nghiêm cán bộ, đảng viên tham nhũng, suy thoái nhưng vẫn tiếp tục đề cao giáo dục đạo đức. Càng như vậy thì ta càng thấy rõ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tận tâm tận lực cống hiến đến hơi thở cuối cùng cho đảng, cho quốc gia, cho dân tộc như thế nào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại những dấu ấn sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện qua các kết quả rất quan trọng, mang dấu ấn lịch sử của công tác đối ngoại là nội dung được chia sẻ trên báo Người Lao Động. Từ năm 2011 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược với 25 nước. Về quan hệ song phương, Việt Nam đã củng cố rất vững chắc quan hệ với các nước láng giềng Lào, Campuchia, Trung Quốc, thể hiện sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau được tăng lên, quan hệ kinh tế dần đi theo hướng đột phá và phát triển. Theo trưởng ban đối ngoại Trung ương, Tổng Bí thư cũng đã khẳng định, trường phái đối ngoại cây tre Việt Nam dựa trên sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, có tiếp thu tinh hoa của văn hóa nhân loại và qua thực tiễn đúc kết. Còn trên báo Tuổi Trẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại một di sản tinh thần quý giá. Một trong những cuốn sách của Tổng Bí thư để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân là sách về phòng chống tham nhũng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Hay sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ra mắt bạn đọc vào đầu năm 2022, được xuất bản bằng 7 ngoại ngữ với 11.000 bản sách giấy và sách điện tử. Cuốn sách xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ra mắt vào tháng 6 năm 2024, gửi gắm những thông điệp sâu sắc đối với đội ngũ nhà khoa học, văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Hội nghị Toàn quốc về văn hóa được tổ chức lần thứ hai đã tạo ra một khí thế mới trong phát triển văn hóa, văn nghệ của đất nước. Chia sẻ với báo Sài Gòn Giải Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo và gợi mở cho thành phố nhiều chủ trương, quyết sách mang tính vượt trội đột phá, giúp thành phố vượt qua khó khăn, giữ vững vai trò đầu tàu của cả nước. Trong chuyến thăm làm việc với Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ngày 23 tháng 9 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ thành phố Hồ Chí Minh quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, phát triển văn hóa xã hội để mỗi người dân thành phố đều có quyền tự hào và có trách nhiệm đóng góp xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở nên giàu có. Giàu có ở đây không chỉ là tiền bạc vật chất, mà còn giàu có về lịch sử, văn hóa, giàu tình người, giàu cơ hội, giàu khát vọng vươn lên. Do đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nguyện nỗ lực nhiều hơn nữa, ra sức phát huy truyền thống kiên cường, bản lĩnh, đoàn kết, quyết tâm làm hết sức mình, xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh ngày càng giàu đẹp. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tối qua ngày 24 tháng 7, Liên minh châu Âu EU cho biết đã lần đầu tiên thực hiện sơ tán y tế cho 16 trẻ em người Palestine và gia đình từ Ai Cập đến Tây Ban Nha. Hoạt động này được cơ chế bảo vệ dân sự EU phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ cứu trợ trẻ em Palestine hỗ trợ. Đến nay đã có Bỉ, Italia, Luxembourg, Malta, Romania, Slovakia và Tây Ban Nha đề xuất có thể hỗ trợ những chuyến sơ tán y tế, trong đó có cả điều trị cho bệnh nhân. Trong diễn biến khác, các bác sĩ ở Gaza đang kêu gọi cho phép các bệnh nhân đang bị thương được đưa đi điều trị ở nước ngoài. WHO cho biết có khoảng 14.000 người ở khu vực này cần được sơ tán y tế.
Cũng trong ngày 24 tháng 7, cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết ít nhất 121 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào khu vực phía đông Khan Yunis bắt đầu cách đây vài ngày. Lực lượng chức năng đang nỗ lực sơ tán nhiều nạn nhân mắc kẹt ở thị trấn Bani Suhela, phía đông Khan Yunis. Theo hãng tin Al Jazeera, rất nhiều dân thường không có nơi nào để đi, phải di chuyển liên tục từ nơi này sang nơi khác tìm chỗ trú ngụ. Cũng theo đó, chỉ còn một bệnh viện duy nhất là Nasser còn hoạt động ở Khan Yunis. Cơ quan y tế Gaza thông tin rằng số người thiệt mạng ở dải Gaza đã vượt ngưỡng 39.000 người, bên cạnh hơn 90.000 nạn nhân bị thương. Hôm qua ngày 24 tháng 7, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết nước này sẽ chờ thêm các thông tin chi tiết từ phía Ukraine sau khi Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố sẵn lòng tham gia đàm phán hòa bình với Nga. Ông Peskov khẳng định rằng Nga luôn mở cửa cho tiến trình đàm phán. Thông điệp phù hợp với quan điểm của chúng tôi, phía Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán. Chúng tôi luôn cởi mở để tham gia đàm phán. Ở đây có những chi tiết quan trọng và chúng tôi vẫn chưa biết. Chúng tôi sẽ chờ đợi để làm rõ thêm. Phát biểu này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Quảng Châu vào cùng ngày. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Ukraine tới Trung Quốc kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu tại Ukraine vào năm 2022. Tại cuộc gặp với ông Vương Nghị, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba nhấn mạnh rằng Ukraine sẵn sàng thảo luận với Nga về vấn đề hòa bình khi Nga sẵn sàng đàm phán một cách thiện chí, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ukraine. Chiều qua, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ, công tác truyền thông giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường trong quân đội cho các cơ quan đơn vị đóng quân trên địa bàn quân khu 7. Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu là những vấn đề lớn, mang tính toàn cầu, là thách thức lớn với nhân loại, ảnh hưởng sâu sắc đến toàn diện đời sống xã hội, tạo ra diễn biến bất thường như nắng nóng, mưa lũ, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ môi trường, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, sáng tạo trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục sự cố môi trường như đầu tư xây dựng các công trình xử lý chất thải, nước thải, trồng rừng, xử lý khắc phục hậu quả chất độc hóa học, bom mìn tồn lưu sau chiến tranh. Công tác truyền thông về bảo vệ môi trường được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như tập huấn, hội thảo, thi viết, vẽ, tác phẩm ảnh về bảo vệ môi trường, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng hướng đến một nền kinh tế xanh, phát triển bền vững, con người thân thiện với môi trường tự nhiên. Trong chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất bổ sung thêm gần 2.900 tỷ đồng, đồng thời đề xuất sửa đổi tiêu chí đo lường nghèo đa chiều, bổ sung thêm tiêu chí thu nhập là 46 triệu đồng một người một năm. Theo đó, dự kiến tổng kinh phí thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 của Thành phố Hồ Chí Minh là 15.144 tỷ đồng, trong đó bổ sung cho hai năm 2024-2025 là 2.877 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người mỗi năm là 46 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Chuẩn hộ có mức sống trung bình là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên 46 triệu đồng đến 69 triệu đồng mỗi người một năm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.